Hello cả nhà, em xin chào cả nhà nha. Hân Hoan chào đón cả nhà mình đã đến với kênh YouTube của Hoa Lan Như Ý. Hôm nay em Mỹ sẽ đem một số hàng cam đẹp cho cả nhà mình cùng sưu tầm nha. Mở đầu cái video ngày hôm nay, em Mỹ sẽ có một cái cây đan hoa. Mã này là mã sổ của đài cả nhà. Mã này là mã, nói chung cây này là cây đài á cả nhà. Thì đây là một cái cây màu cam, theo em nở ra là rất đẹp luôn nha cả nhà. Anh chị nào mà thích sưu tầm hàng đài thì có thể inbox em và cả nhà có thể chốt mã sổ đài giùm em. Cây này rất là đẹp luôn cả nhà. Nhưng mà tiếc cái là em lên video quá trễ. Nếu như mà lên được cái video ngày hôm qua thì thật sự nó rất là xuất sắc luôn. Em có một cái chậu cây Đài Loan cho cả nhà mình cùng sưu tầm. Nó rất là đẹp luôn nha cả nhà. Màu cực kỳ sắc sảo và cực kỳ sặc sỡ luôn. Em cho cả nhà mình cùng tham khảo. Hoa này chỉ là hoa bói thôi, nhưng mà cả nhà có thể quan sát. Đây là một cái cây nở trong vòng không có nắng. Vài ngày đây thì Bình Phước hiện tượng là đang bị cái tình trạng là bão cả nhà. Không có nắng nhưng mà màu lên vẫn là gắt luôn. Và đặc biệt cái màu đỏ của cái cây lưỡi này thì nó sẽ khác hẳn những cái cây khác. Cái lưỡi của cái cây này nó sẽ khác hẳn những cái cây khác. Cái này là do hôm qua lưỡi rất là căng luôn cả nhà. Nhưng mà do hôm nay là hồi tối hôm qua trời có mưa là bị dập cánh hoa rồi, cho nên là lưỡi nó sẽ bị gập lại như thế này. Với lại thường thường một cái hoa nó nở lâu, lúc sắp tàn thì nó sẽ bị méo khuôn cả nhà ha. Cây này thì màu lưỡi màu đỏ rất là sặc sỡ luôn và bông màu cam rất là đẹp. Mã sổ đài 350.000 cho một cái chậu đài màu cam, hoa to cực kỳ xuất sắc luôn. Những cái cây này thì mình chơi sẽ không bị đụng hàng cả nhà nha. Thơm lắm cả nhà ơi, eo ơi nó thơm kinh khủng. Cây này em chia sẻ với cả nhà là 350.000 một cây. Anh chị mình thích sưu tầm cái sổ đài thì em mời cả nhà mình cùng nhanh tay alo trực tiếp cho em qua số điện thoại 0989 214 119. Em sẽ chốt đơn cho cả nhà nha. Sổ đài 350.000, hoa to màu cam cả nhà mình nha. Đeo lên đây. Tiếp theo em sẽ lên một cây khác nữa cho cả nhà mình cùng sưu tầm. Sau cái cây sổ đài thì em sẽ có một cái cây này nè cả nhà. Em còn một cái cây thạc sĩ Gold No 2, một cây duy nhất thôi. Thì hiện tại thạc sĩ Gold No 2 này tất cả các vườn và hiện tại trên thị trường là hiện tại bây giờ là không nhập được. Thì đây là cái cây cuối cùng tại vườn em. Anh chị mình mà thích chơi cái cây vàng tuyền á, anh chị mà gu vàng tuyền á, ngoài B5 ra thì mình có thể chơi cái cây thạc sĩ Gold No 2 này. Nhưng mà thạc sĩ Gold No 2 thì giá nó mềm hơn, nó rất là dễ chơi luôn cả nhà. Thật sự màu rất là đẹp, bông rất là tươi và rất là to. Cây này thì nở 10 lần, bông đạt hết 10 lần cả nhà. Cái chậu hoa mẫu của em ghim lên đây cho cả nhà mình cùng xem là cái chậu này lúc nó còn có 2-3 lá thôi. Những cái hàng mà mót lại vườn em á còn có 2-3 lá thôi. Nhưng mà thật sự nó nở rất là đạt và rất là chuẩn luôn. Một cái cây cách lây da thì như cả nhà đã biết thì nó rất là khó tính. Nó không như những cái dòng lan khác. Mà nếu như 2-3 lá như thế mà nó nở được như vậy thì nói chung là nó rất là đạt rồi cả nhà mình ha. Thạc sĩ Gold No 2 em có một chậu đang đi hai hướng rất chi là đẹp luôn. 300.000 cho một cái chậu thạc sĩ Gold No 2, còn một chậu duy nhất thôi cả nhà nha. Anh chị nào thích sưu tầm cái cây thạc sĩ Gold No 2, em mời cả nhà mình cùng lên đơn nha cả nhà. Đây là cái cây thạc sĩ Gold No 2 vàng tuyền, khuôn bông rất là tròn, cánh chồng cực kỳ sâu và đặc biệt mùi thơm của nó rất là ngọt và rất là dễ chịu luôn. Em mời cả nhà mình cùng lên đơn thạc sĩ Gold No 2 300.000. Cây này thì nếu mà so với hàng tem á 300.000 thì chắc có lẽ là giá nó cả nhà thấy là giá là hơi cứng, nhưng mà không phải đâu cả nhà. Thực tế cây này bây giờ mà cả nhà đi nhập đã tầm 200 mấy rồi. Nếu mà nhập hàng bên Thái về thì tầm 250. Lúc trước nhà em bán hàng sơ dừa là 280 á cả nhà. Nhưng mà bây giờ thuần thì bây giờ nói chung là bán 300.000, cái đó là việc điều hiển nhiên cả nhà. Tại vì thêm 20.000 là móc nè, chậu nè, giá thể tất cả nhà ha. Đó thì nói chung là cũng y vậy thôi, có thuần hay không thuần gì bọn tụi em lời cũng y vậy thôi cả nhà. Nhưng mà em biết chắn rằng khách em thì sẽ thích cây thuần hơn. Cây thuần thì khả năng sinh trưởng của nó sẽ nhanh hơn. Và cái khả năng chết chóc hay là khả năng xưa rủi nó cũng ít hơn, đúng không cả nhà? Rồi em có một cái cây xưa như thế này. Đây là một cái cây xưa rất là to, rất là bự và rất là đẹp luôn. Đây là một cái cây màu hồng, cực kỳ dễ thương. Cây này thì cả nhà làm chậu tác phẩm rất là ok. Bởi vì đây là một cái dòng xưa, cây rất là lực, thân lá rất là lực, cây rất là to. Và đặc biệt cây này nó sẽ rất là khỏe luôn. Thạc sĩ Gold Seto em chia sẻ cho cả nhà là 200.000 một cây như thế này. Anh chị mình thích sưu tầm cái cây này thì em mời cả nhà mình cùng lên đơn 200.000. Nói chung là bông to, cực kỳ đẹp và cực kỳ xuất sắc cả nhà mình ha. Em nghĩ là cả nhà nên chơi cây này bởi vì nó là một cái dòng xưa. Ở đây nè anh bé. Nó cực kỳ đẹp và cực kỳ xuất sắc. Anh Du ở dưới vườn á. Đó. Rồi em mời cả nhà mình cùng lên đơn nha. Nói chung là
thân lá nó sẽ rất là đẹp, cực kỳ đẹp và cực kỳ xuất sắc. Tuy nhiên cái chậu này thì nó sẽ bị lỗi một tí xíu. Hiện tại trên thị trường thì những cái cây này á, không phải nói là không không em không dám khẳng định với cả nhà là nó sẽ có rất là nhiều, nhưng mà nó cũng chỉ là số lượng ít thôi cả nhà. Đi tìm những cái cây này rất là cực, và đặc biệt những cái dòng thân lá to như thế này, cả nhà mình làm chậu tác phẩm rất là ok. Cây này thì có mèo rồi nè cả nhà, thấy tướng đậu tim nụ rồi, nhưng mà theo em nè, cái đây là phỏng đoán của em thôi, nhưng mà không biết có đậu hay không nha cả nhà. 200.000 một cây, em mời cả nhà mình cùng lên đơn. Đây đây, bữa trước em có một cái cây dinh lúc hoa này nè, em tính lấy trong vườn về để cho cả nhà mình cùng sưu tầm á. Thật sự là bông nó rất là đẹp và nó rất là thơm, nhưng mà tiếc một cái là chạy dài đường thì nó bị rớt và cái bông nó dập nát bấy rồi cả nhà, cho nên là không cho cả nhà xem hoa mẫu được. Hoa mẫu thì nó không cho cả nhà xem hoa thực tế được. Hoa thực tế thì nó còn đẹp hơn hoa mẫu, nó đẹp hơn nhiều lần luôn, bởi vì cái hoa mẫu thì cánh chưa căng cả nhà, thì cả nhà nhìn thấy bông nó sẽ không to bao nhiêu. Hoa mẫu hôm bữa em trở về nó rất là đẹp luôn, nhưng mà tuyết cái về gần tới nhà thì nó bị rớt, nó bể chậu và bông nó bị dập, không cho cả nhà coi được. Chứ em dám chắc cú rằng cái hoa đó mà lên thì em dám chắc cú rằng cả nhà sẽ mê rất là ghiền, bởi vì một cây tem giá bình dân mà nó được một cái mặt bông như thế thì rất là đáng chơi và đáng sưu tầm luôn. Thật sự nó đẹp thật sự luôn. Đây là duy nhất là một cái cây tem trong cái dòng màu cam mà nó có tia ở cánh nha cả nhà, còn những cái cây cam khác thì không cây nào có tia hết. Đặc biệt chỉ có cây cam này thôi, và cả nhà hay biết là màu vàng nó mới có tia ở cánh, nhưng mà cây này màu cam nó có tia ở cánh bởi vì đây là một cái dòng tem mới. Bên thị trường Thái Lan người ta mới làm ra là một cái mặt tem mới rất là đẹp và rất là đáng chơi luôn. Và đặc biệt dòng này thân lá rất là đẹp. Ngoài ra cái chậu này em có một chậu tác phẩm rất là to luôn, chậu tác phẩm trồng trong chậu 21 và đầy chậu 21 thì nó sẽ tầm mà dao động tầm 1 triệu một chậu á cả nhà, nó rất là to nha. Cả nhà nghĩ chậu 16 thì nó sẽ tầm như vậy, mà đầy chậu tràn chậu 21 thì nó sẽ rất là nhiều. Thân lá rất là đẹp luôn, cho nên là em đã vào một số chậu để dành chơi rồi cả nhà. Em dám chắc cú với cả nhà luôn, nếu như một khi nó nở hoa ra thì em dám chắc cú là cả nhà sẽ rất chi là thích luôn. 220.000 một cây dinh lúc mai. Cả nhà, em mời cả nhà mình cùng lên đơn nha. Ôi thực sự nó đẹp lắm cả nhà. À, ở ngoài thị trường người ta bán hàng sơ dừa từ bên Thái mới về chưa thuần luôn, là có nghĩa chưa tốn thêm bất cứ một cái chi phí nào hết, thì nó sẽ tầm 250 rồi. Em thuần vườn thì em bán 220, lý do là tại sao? Là tại vì nhà em sẽ nhập số nhiều, nếu mà nhập một cái số lượng nhiều thì mình sẽ được giá nó mềm hơn, và một khi cái giá mình xuất ra nó cũng sẽ rất là mềm nha. Bây giờ em sẽ lên một cái cây tiếp theo, cây màu đỏ. Cây này thì em chia sẻ với cả nhà là 180.000 một cây. Dòng này là hoa ngay mùa Tết, nó song song với cái cây hắc tùng đỏ. Cây này là song song hắc tùng đỏ, cho nên cả nhà để ý giùm em. Những cái cây này hiện tại bây giờ nó đang lên măng rất là nhiều. Lên măng rất là nhiều rồi, bởi vì sao? Cái cây này, một cái cây này nó lực nhất là vào cái thời điểm này cả nhà. Cái khả năng lên măng của nó mùa này rất là cao, tại vì nó đang chuẩn bị cho cái mùa hoa. Thì nó sẽ lên măng rất là nhiều luôn. Cây này là hoa song song với hắc tùng đỏ luôn nè. Và đặc biệt Tết thì em chỉ bán được những cái cây màu đỏ như thế này thôi. Nếu như mà anh chị mình thích chơi hàng Tết, hoặc là cái gu mình thích màu đỏ, thì mình có thể vào những cái chậu này. Bông rất là đẹp, rất là to và rất là thơm. Và đặc biệt cây này là một cái cây nó sẽ đổi màu. Mới đầu nở là nó không sẽ không đỏ như vậy nha cả nhà. Mới đầu nở nó sẽ là màu vàng. Anh chị mình mà nở cái cây này ra thì mình đừng có tưởng là sai cây. Mình cứ chờ 5-7 ngày giùm em thì dần dần tự khắc là nó sẽ lên thành một màu đỏ rất là đẹp luôn. Có những anh chị là mới nở ra thấy cây này là màu vàng sẽ rất là hay thắc mắc, nhưng mà thật sự là cây này là một cây nó sẽ đổi màu. Thường thường vàng nó sẽ lên cam, nhưng mà đặc biệt đối cây này là vàng nó sẽ lên đỏ nha cả nhà. 180.000 một cây, em mời cả nhà mình cùng lên đơn. Đây em có một cái cây màu cam tuyền. Thì thực tế cây này thì đa số lúc trước á, là hàng Đài Loan rất là nhiều luôn, nhưng mà hiện tại bây giờ nó đã hết. Thì bây giờ em sẽ lên một số cái cây vừa mới trưởng thành cho cả nhà mình cùng sưu tầm. Cái hàng vừa mới trưởng thành thì giá nó dễ sưu tầm hơn cả nhà mình ha. Còn nếu như mà những cái chậu Đài Loan thì nó sẽ rất là cao. Như cả nhà đã biết thì lúc trước những cái mặt hàng to mà nhân giống tại vườn á, nói chung là ấm chậu đồ này kia, em cứ bán hướng hai lá là tầm 200 mấy. Còn một chậu tác phẩm to thì tầm 500-700. Nhưng mà hôm nay em lên cái size này để cho cả nhà mình dễ sưu tầm hơn. À, ngon lành hơn nữa là hàng thuần vườn rồi cả nhà, cho nên là mình rất là dễ trồng. Mắt Tây Ban Nha, em chia sẻ một chậu là 180.000 một cây. Ở cái video hàng tem này, đơn hàng 3 cây trở lên em sẽ bao ship toàn quốc. Còn nếu như 1 tới 2 cây thì sẽ tầm 30.000 tiền ship nha cả nhà.
Cây này em chia sẻ với cả nhà là 180.000. Mắt Tây Ban Nha thì ngoài ra nó sẽ có một cái tên tiếng Anh như thế này nè cả nhà. Có những cây em quên ghi tên và anh chị mình về thấy cái tem như vậy thì anh chị mình sẽ thắc mắc. Nhưng mà qua Việt Nam mình á, thì người ta sẽ gọi là mắt Tây Ban Nha. Còn cái này thì nói chung là tiếng Anh thực sự là em không có rành lắm. Nhưng mà cái tem mắt Tây Ban Nha thì người ta sẽ ghi cái tem tên như thế này nè cả nhà. 180.000 một cây mắt Tây Ban Nha, hàng thuần vườn. Rồi em mời cả nhà mình cùng lên đơn nha. Nói chung á, những cái mặt bông ngày hôm nay em lựa cho cả nhà mình cùng sưu tầm sẽ là những cái mặt bông rất là đẹp. Rồi em sẽ làm video tới đây thôi nha cả nhà. Bye bye và hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau nha.